Park Tae-jun, người đàn ông của thép, cha đẻ tập đoàn POSCO. Park Tae-jun, người sáng lập tập đoàn sản xuất thép POSCO, được người Hàn mệnh danh là ông vua ngành thép hay người đàn ông của thép. Ông là một trong những nhân vật được kính trọng nhất ở xứ Kim Chi, là đại diện cho một thế hệ người Hàn Quốc lao động cực lực, hăng say để đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo khó thời hậu chiến và trở thành quốc gia hùng mạnh như ngày nay. Xuất thân từ quân đội. Park Tae-jun sinh ngày 29 tháng 9 năm 1927 tại một thị trấn nông thôn ở tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, trong một gia đình nghèo khó. Năm lên 6 tuổi, ông cùng mẹ vượt biển sang Nhật Bản để tìm cha. Lớn lên, ông theo học đại học Waseda của Nhật, chuyên ngành kỹ sư chế tạo máy. Song chưa kịp tốt nghiệp thì đã phải trở lại quê hương khi Hàn Quốc giành được độc lập từ Nhật Bản vào năm 1945. Cuộc đời của Park Tae-jun bắt đầu thay đổi chóng mặt khi ông gia nhập đội cảnh vệ quốc phòng, trở thành quân nhân và quen biết với đại úy Park Chung-hee, người sau này là tổng thống Hàn Quốc. Park Tae-jun tham gia cuộc chiến Triều Tiên đẫm máu kéo dài từ 1950 đến 1953 và đã may mắn sống sót. Kết thúc chiến tranh, Park Tae-jun tới Mỹ học tập vào năm 1963, sau đó trở lại quê hương theo một mệnh lệnh đặc biệt của Park Chung-hee, người đã đảo chính giành quyền lực vào năm 1961. Ông được giao nhiệm vụ khởi động POSCO, một dự án được xem là có thể đóng góp lớn cho nỗ lực phát triển kinh tế của đất nước. Thành lập và điều hành POSCO xuất sắc. Năm 1968, Park Tae-jun thành lập công ty cổ phần chế tạo thép liên hợp Pohang POSCO. Trong 2 năm trời, ông đã kiên trì đi vay vốn kinh doanh, nhưng cả Ngân hàng Thế giới lẫn các nhà cho vay quốc tế khác đều từ chối. Park Tae-jun đành nghĩ tới một phương án mang tính phiêu lưu là thuyết phục các quan chức Nhật Bản bồi thường số tiền khoảng 500 triệu đô la Mỹ cho Hàn Quốc về những tổn thất mà Nhật gây ra trong thời xâm chiếm. Với sự hiểu biết văn hóa Nhật cũng như tài thuyết phục, ông đã thành công. Năm 1970, giai đoạn đầu của việc xây dựng nhà máy POSCO đã diễn ra. Dự án vốn chỉ nhận được những phản ứng đầy nghi ngờ của các chuyên gia trong nước và ngoài Hàn Quốc, đã hoàn thành trước thời hạn vào năm 1973. Điều này có được nhờ công lao vô cùng lớn của Park Tae-jun, người đã làm việc không biết mệt, thường xuyên ngủ lại công trường để động viên công nhân đẩy nhanh tiến độ. Kinh ngạc hơn, dưới tay quản lý của ông, chỉ trong 6 tháng hoạt động, nhà máy đã lập tức sinh lợi. Thành tích ban đầu đã đủ để tạo động lực giúp cho Park Tae-jun tiếp tục đẩy mạnh giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của việc xây dựng các nhà máy luyện thép. POSCO liên tục mở rộng cho tới tận những năm 1980, tạo nền tảng vô cùng vững chắc để có thể cất cánh trên trường quốc tế. Vai trò lãnh đạo POSCO suốt 25 năm trời của Park Tae-jun kéo dài cho tới tận năm 1992, được đánh giá đã có những tác dụng tiên phong, mở đường giúp đưa Hàn Quốc trở thành một trong những nước sản xuất thép số 1 trên thế giới. Có một câu chuyện cho thấy năng lực của Park Tae-jun được đánh giá rất cao. Theo đó, hồi năm 1978, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã yêu cầu tập đoàn thép Nippon Steel Corp của Nhật Bản xây dựng cho nước ông một nhà máy luyện thép giống hệt POSCO. Chủ tịch Nippon Steel khi đó, ông Yoshihiro Inayama đã trả lời lại rằng nhà máy này xây ra sẽ chẳng có ích lợi gì cho Trung Quốc trừ khi các ông có người quản lý giỏi như Park Tae-jun để điều hành nó. Lý do đầu tư vào ngành thép. Thép được coi như gạo, tức là nhu yếu phẩm của các ngành công nghiệp. Bởi lẽ nếu mà không có thép, chúng ta sẽ không thể phát triển được các ngành ô tô, đóng tàu hoặc điện tử. Chính bởi như thế mà chính phủ Hàn Quốc đã coi sự phát triển của ngành thép là một điều kiện tất yếu với sự phát triển của đất nước. Và sự thật đã chứng minh thép là cái gốc của các ngành công nghiệp chủ chốt tại Hàn Quốc và là nhân tố thúc đẩy sự phát triển công nghiệp thần kỳ của quốc gia này. Trên thực tế, kể từ khi POSCO được thành lập, các ngành công nghiệp đóng tàu, sản xuất ô tô, điện tử, máy móc và nhiều ngành khác cũng thu được nhiều thành tựu to lớn. POSCO sản xuất thép với giá thấp hơn giá thép nhập khẩu, giúp các nhà hãng ô tô và đóng tàu Hàn Quốc sản xuất sản phẩm của mình bằng loại thép chất lượng cao với giá hợp lý, rồi sau đó lại xuất khẩu thành phẩm với giá cao. Tiền thu được từ xuất khẩu sau đó sẽ được đầu tư lại vào thiết bị sản xuất, khiến nhu cầu về thép tăng cao và sau cùng có nhiều nguồn đầu tư vào POSCO hơn. Vòng tuần hoàn giữa ngành công nghiệp thép với các ngành công nghiệp dựa vào thép
đã đưa tên tuổi các tập đoàn đóng tàu, ô tô, sản xuất các thiết bị gia dụng Hàn Quốc vươn xa ra thế giới. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Vị thế lớn của POSCO. Dưới sự lãnh đạo của Park Tae-jun, POSCO từng là doanh nghiệp sản xuất thép lớn thứ 6 trên thế giới, xét về quy mô. Điều đáng nói là 5 công ty thép hàng đầu đều lớn mạnh nhờ hợp nhất hoặc mua lại các công ty nhỏ hơn. Chỉ có POSCO là công ty thép duy nhất tự mình phát triển tới vị thế hiện tại mà không cần sáp nhập với các công ty khác. Bên cạnh đó, POSCO cũng nổi tiếng với sức cạnh tranh hàng đầu trên thế giới. Ngành công nghiệp thép của Hàn Quốc do POSCO dẫn đường đã vươn lên thành những người khổng lồ của thế giới cả về quy mô và khả năng cạnh tranh. Nhưng để giữ vững vị trí này, họ cần phải nỗ lực tạo ra được các sản phẩm thép chất lượng cao với giá cả hợp lý hơn nữa. Điều quan trọng trước mắt là POSCO phải tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất và tìm cách tận dụng tối đa các vật liệu giá thấp, sử dụng chiến lược giảm chi phí mà vẫn có các sản phẩm chất lượng cao là cách duy nhất giúp ngành công nghiệp thép của Hàn Quốc tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Để sản xuất các sản phẩm với giá cả hợp lý và chất lượng cao, POSCO đã phát triển một quy trình có tên là Findex, thành tựu của quá trình nghiên cứu 15 năm không ngừng nghỉ của tập đoàn này. Quy trình này cho phép sử dụng than bitum, tức là than nhựa đường, và quặng sắt nguyên chất giá rẻ làm nguyên liệu chính, vừa giảm mạnh lượng khí thải gây ô nhiễm mà vừa giảm được chi phí sản xuất. POSCO đã xây dựng nhà máy đầu tiên trên thế giới ứng dụng quy trình trên với sản lượng hàng năm ước tính khoảng 2,5 triệu tấn. Có thể nói các nhà sản xuất thép của Hàn Quốc đang nỗ lực không ngừng để phát triển các công nghệ đột phá nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của mình trong ngành công nghiệp thép toàn cầu. Gian nan trên con đường chính trị. Dù rất thành công trong kinh doanh nhưng Park Tae-jun lại gặp lận đận khi chuyển qua làm chính trị. Ông bắt đầu bước chân vào chính trường hồi đầu những năm 1980 trong vai trò nghị sĩ quốc hội và sau đó nhanh chóng leo lên nấc thang quyền lực. Trong sự nghiệp chính trị, ông Park đã 4 lần được bầu vào quốc hội Hàn Quốc và nắm nhiều vị trí trọng trách. Năm 1990, Park Tae-jun tiến tới vị trí trung tâm của chính trường khi được bầu làm lãnh đạo đảng Dân Chủ Công Lý, DJP, đang nắm quyền. Và ngay sau khi ông nhậm chức, đảng này đã hợp nhất với hai đảng nhỏ hơn để tạo thành đảng Dân Chủ Tự Do, DLP. Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động ở DLP, Park Tae-jun đã có mối quan hệ không tốt đẹp với chính trị gia Kim Yong-sam, người vốn thuộc phe đối lập nhưng đã trở thành lãnh đạo DLP sau cuộc sáp nhập. Căng thẳng hình thành từ việc Park Tae-jun muốn Kim Yong-sam triển khai một hệ thống nội các mới. Ở đó, thủ tướng được giao quyền xử lý các vấn đề đối nội. Nhưng Kim đã bác bỏ ý tưởng này. Những mâu thuẫn đã khiến Park phải rời DLP trước cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 1992. Khi Kim Yong-sam nhậm chức tổng thống vào năm 1993, Park lập tức bị tước danh hiệu chủ tịch danh dự của POSCO, đồng thời bị buộc tội nhận hối lộ. Park Tae-jun đã bay tới Nhật và sống cạnh ở ẩn trong vòng 4 năm. Ông chỉ trở lại Hàn Quốc vào năm 1997 với việc giành được một ghế nghị sĩ ở Pohang. Tiếp đó, Park được bầu làm chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do Thống Nhất ULG. Đảng được thành lập năm 1997 từ lãnh đạo phe đối lập là Kim Tae-jun và Kim Jong-pil. Khi Kim Tae-jun đắc cử tổng thống và nhậm chức vào năm 1998, Park Tae-jun đã được chỉ định làm thủ tướng nhưng mới chỉ cầm quyền được có 4 tháng, ông đã phải từ chức vì vướng vào một vụ bê bối bất động sản. Về cuối đời, Park Tae-jun đã được khôi phục vị trí chủ tịch danh dự POSCO hồi năm 2002. Trong vòng một thập kỷ tiếp theo, ông Park đã lập một quỹ thiện nguyện và điều hành nó từ một văn phòng nhỏ nằm ở Seoul. Những lần tiếp xúc ít ỏi với báo giới, ông cho biết bản thân vẫn luôn sống theo một khẩu hiệu đơn giản. Tôi cống hiến cuộc đời ngắn ngủi của mình cho sự trường tồn của Tổ quốc. Ngày 13 tháng 12 năm 2011, người dân Hàn Quốc bàng hoàng trước tin ông Park Tae-jun đã qua đời trong bệnh viện ở Seoul. Theo báo chí Hàn Quốc, ông mất vì biến chứng sau ca phẫu thuật liên quan tới phần phổi. Cái chết của ông đã khiến cho Tổng thống Hàn Quốc thời đó là Ji Myung Park cũng phải bày tỏ lòng tiếc thương. Ông ấy đã đóng vai trò khổng lồ trong tiến trình công nghiệp hóa của Hàn Quốc. Tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của ông. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!